You can call. Can call. Me. Louise. All right. Nào giơ bàn tay lên, nó có bốn thành tố ha. You can call me Louise. You can call me Louise. Okay. Rồi bây giờ anh thử anh hỏi em câu đó, em trả lời cho anh nghe nè. What's your name? Oh, you can call me Robert. My friends call me Bob. You can call me Bob. Okay. Rồi khi mình nói một câu ha thì mình sẽ đãi ra thêm một câu nữa, right? My friends call me Bob. Bạn mình hay gọi mình là cái tên gì, right? Yeah. Okay, thôi, mình hỏi tiếp ha. How old are you? I am 26 years old. 26 years old. Are you working? Are you working or studying? Yes, I'm working. Where do you work? I work in my company. Where is your company? I work in Ho Chi Minh City. I work in Ho Chi Minh City. And you? Where do you work? I work in Ho Chi Minh City. You work in Ho Chi Minh City too? Yes. Are you from Ho Chi Minh City too? Yes, I too. Yes, yes, I do. Me too. Me too. All right, me too. Okay, that's good. Em cũng là từ thành phố ấy. Em là dân thành phố, em sinh ra lớn lên ở đây luôn ấy. All right? Yeah. Now, which district are you in? District. Có thể mình lần đầu tiên mình nghe cái từ này ha. District. Em mở khung chat ra nè. District. District. I believe district 7. District 7. I live in Bình Thạnh district. Bình Thạnh. Do you know Bình Thạnh district? Yes, I know. Okay. It's a very large district, right? And district 7 is very luxurious. Expensive. All right? Yes. All right. Where do you want to live in the future? Where do you want to live in the future? Where do you want to live? Can you speak again? Yes. Where do you want to live in the future? I want to live where? Okay. I want to live in where? Okay. I want to live Ho Chi Minh City. In Ho Chi Minh City. You don't want to change. You don't want to change, right? No. Okay. Now, bây giờ mình nói một tí về family nhé. Family. Yes. Okay. How many people are there in your family? Yeah, my family four people. Has four people. Yes, my parents, my younger sister, and me. Oh, can you tell me about your parents? What do they do? What do they do? Nào, okay, bây giờ cái phản xạ ở đây là nhỉ? Khi mà mình nghe cái từ để hỏi với lại cái tạ từ đu đúng không? Đừng quan tâm tới. Bây giờ anh nghe cho được cái chủ ngữ của em là gì nha. What do they do? Chủ ngữ là? They. Đúng không? Thì bây giờ cái phản xạ đầu tiên của mình lặp lại cái chữ they đó cho em ha. What do they do? Rồi nào, finger nè. They are. Đây là câu trả lời của anh nè. Right? Yes. Right. They are. Bây giờ mình nhớ lại cái từ để hỏi nè. They are what? Đúng không? They are what? Rồi bây giờ em nói thử cho anh nghe nha. They are workers. Hoặc là my mom
is a housewife. Okay. And yours? And yours? They are thầy ơi, em không biết cái từ nông dân là gì. Ok. Không biết là chuyện bình thường à, không có gì hết. Nào nghe nó. Farmer. Bây giờ cố gắng nói một hơi kéo thôi. Farmer. Đúng rồi, tiếng Việt của mình thì nó hơi cắt cục, đúng không? Ở trong nghi ngâm, nhưng mà tiếng Anh thì mình sẽ đẩy cái âm nó ra. Farmer. Ok, và hai người là đúng không? Nên là mình sẽ thêm cái âm xì vô. They are farmers. Can you say that? They are farmers. Ok, anh có thể nói thêm một câu nữa được. Giống như hồi nãy anh nói là are you a worker? You work in Ho Chi Minh. Right? Yes. And your parents? They are farmers. And work in hometown. Hometown. Okay. Cái này là đặt cho em một cái câu hỏi là where is your hometown? Hometown is Châu Đốc City. Châu Đốc City. Yes. Châu Đốc. Okay. Is it far away from Ho Chi Minh City? Is it far from Ho Chi Minh? It's so far. It's so far. How long does it take to get there? right. It takes. Yeah. Thêm âm xì vô nữa là perfect nhá. It takes. Yeah. It takes. Right. It now takes. Nghe nhá. It takes 1 hour to go to Vũng Tàu. It takes 1 hour. Easy, right? Yes. Còn cái thông tin đằng sau này, cái số 4 á, là cái mà mình nói cũng được, không nói cũng được. Tùy mình thôi. Nếu mà mình muốn nói cho người ta rõ hơn thì mình nói. Yeah. It takes 1 hour. Yes. 1 hour. Nhưng mà bây giờ Châu Đốc thì đâu có phải 1 tiếng ha. Em nghĩ là xa hơn chứ. Right? So yeah. How long does it take you to get there? Yes, it takes 7 hours. 7 hours. Oh my God. It's so far. Okay. Now, can you tell me about your hobbies? What do you like to do in your free time? Yes. In my free time, I like to read books. Travel. Travel. Now, I see. Read books. Travel. Right. Now, what kind of books do you like? I like to... Novels. Yes. I like novels too. Do you like Dracula? Do you like Dracula? Dracula. Dracula. Do you know that novel? Do you know Dracula? No. Do you know Harry Potter? Yes. Yes, lightning, right? Okay. What is your favorite place to visit? What is your favorite place to visit? Okay, no. Okay. What is, cái chữ what ha, thì mình giữ lại, chút nữa trả lời sao? Is, bỏ đi, không cần phải quan tâm nó. What is your favorite place? Cái đó là mình cần để ý đó. Your favorite place. Alright, là gì? Nơi ưa thích, đúng không? Nơi ưa thích, đúng không? To visit. Vậy thì mình chỉ cần nói nè. It is. Rồi trả lời chữ what. That's all, right? It is. Trả lời chữ what. Okay, let's go.
What's your favorite place to visit? It is the beach. Is the beaches? What is your favorite beach? What? Aha, bỏ đi cái đâu đi, tập trung vô. Okay. Favorite, giống như hồi nãy ha, favorite beach, right? Favorite beach. All right. What is your favorite beach? My favorite is nước mà thôi. My favorite is, ví dụ như em ha, là Nha Trang thì em sẽ nói it is Nha Trang, vậy thôi. Yeah. It is Nha Trang, mình bỏ hết những cái nào mà nó làm khó mình đi. It is là được rồi. It is Nha Trang, right? Easy, right? Yeah. My favorite is Phú Quốc Island. 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 Okay. Cái từ island á, nó có ghi chữ S à, nhưng mà cái S nó cầm. Island. Giống như mình nói iPhone vậy đó. Giống như mình nói iPhone. Island, không có S. Okay. Yes. Why do you like Phú Quốc? Because the Phú Quốc is so beautiful. Yes, it's beautiful. I agree. And the seafood is cheap, right? Yes. Okay. Do you play sports? Cái này là cuối cùng nè. Do you play sports? No. No? Yes. Play game? Play game? No. No. Okay. So, traveling and reading books, that's all, right? No. One last. E go to the gym every day. Going to the gym every day? Yes. Wow. You have a fit body, right? Yes. Body to attract more, you know. Okay, that's good. Rồi, em biết rồi nhé. Bây giờ nếu như mà em ra một cái đề nhé, anh cố gắng nói càng dài càng tốt. Em ra một cái đề nhé, anh cố gắng nói càng dài càng tốt. Và có thể nói bao nhiêu tùy thích, tùy mình thôi, nói hết công suất cho em nhé. Thì bây giờ cái đề nó là như vậy. Can you tell me about yourself? Can you tell me about yourself? Anh có thể lấy hết tất cả những cái gì hồi nãy giờ mình nói chuyện với nhau, anh nói lại một lần. Ok. Thay vì là em hỏi ha, thì bây giờ anh nói, cố gắng nói dài ra. Ok. Let's go. Okay, let me introduce myself. My name is Hao. You can call me Louis. I'm 26 years old. I was born and grew up in Yang province. But I have been living and working in Ho Chi Minh City for a year. There are four people in my family, my parents, my younger sister, and me. In my free time, I like to read books, travel, and go to the gym. Yes. Read books, travel, going to the gym. Yeah. Read books first. My favorite book is? My Thai book is novel. Mm-hmm. My favorite is the beach in Phú Quốc Island. Island. Yes. Okay. Yes. Okay. Yeah, that's all, right? Okay, good job. Oh, nói được 1.5 phút luôn á chứ. Right, TIELTS là cũng được luôn ấy. Okay, rồi cho em hỏi thế là tại sao mà anh lại muốn học tiếng Anh vậy? Để phục vụ nhu cầu gì? Yes, I want to improve my English skill because I want to I want
Travel? Yes. I want to travel around the world. And looking for a good job. Look for a good job. Okay, yes. Rồi. Ok, cảm ơn anh. Thì bây giờ cái em nói một tí về cái điểm mạnh của mình và cái điểm yếu của mình nha. Cái thứ nhất là cái điểm mạnh của anh tiếp thu tốt. Có nghĩa là khi mà em break ra cái thành phần, em đưa lên cái bàn tay thì anh có thể nói được ngay. Thì cái đó là một cái thế mạnh của mình. Ok. Và nếu mà học ngôn ngữ thì rất là cần cái đó. Còn cái điểm yếu của mình á, là ở đây là mình còn thiếu những cái thành phần, ví dụ như là cái từ này mình không biết đọc sao. Hay là mình muốn nói cái từ này mà mình không biết nói hay sao. Trong khi là nó về bản thân mình mà mình lại không biết nói nó làm sao hết, đúng không? Rồi có thể là anh hơi sợ về cái vấn đề ngữ pháp ấy. Tự nhiên em thấy anh là hơi ngồi cũng sắp xếp trong đầu mình cái câu nó làm sao. Ok, thì cái đó là những cái mà học viên của mình á là thường hay gặp phải. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho anh cái cách, và cái cách này nó sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của anh luôn. Ok. Rồi, anh có thấy màn hình của em không ạ? Dạ, thấy ạ. Ok. Rồi, đầu tiên bây giờ mình sẽ đi về cái lộ trình của mình trước nha. Bây giờ đây là một cái tổng quan anh thấy hai bên không ạ? Dạ. Ok. Cái lộ trình mà truyền thống á, truyền thống có nghĩa là mình theo cái hệ thống giáo dục cũ á, thì mình sẽ học là lý thuyết trước. Rồi sau đó mình sẽ đi đến thực hành. Và sau đó là mình mới áp dụng. Thì về lý thuyết mình phải học rất là nhiều lý thuyết. Anh nhớ không, ngày xưa mình học đó, quá trời luôn, ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đúng không? Rồi mình học lý thuyết hết, rồi mình bắt đầu mình thực hành. Nhưng mà mình không có thực hành bằng cái cách nói hay là nghe, mà mình thực hành bằng trắc nghiệm, mình thực hành bằng bài tập điền vào chỗ trống, mình thực hành bằng xếp loại từ, mình thực hành bằng bài tập chia thì, đúng không? Do đó nên nó dẫn đến cái vấn đề là đa số là các bạn là hay áp dụng được, nhưng mà áp dụng cơ bản thôi, áp dụng cách cơ bản thôi. Đó. Còn cái lộ trình của mình ấy là nó được thể hiện giống như thế này. Thì đầu tiên ở trên một cái bài mẫu, anh sẽ được phản xạ về từ vựng. Có nghĩa là anh học từ vựng ngày hôm đó là anh phản xạ nói luôn. Rồi sau đó anh sẽ phản xạ được vào cấu trúc. Có nghĩa là những cái từ mà mình vừa mới học đó thì mình sẽ sử dụng ở trong cái cấu trúc mình muốn nói nó như thế nào. Thì mình phản xạ được luôn. Ok. Rồi hai cái đó khi được rồi, mình sẽ áp dụng vào cái tình huống thực tế là mình giao tiếp. Ví dụ như anh đi sân bay đi, anh sẽ nói chuyện như thế nào? Hay là anh đi vào trong hotel đi, anh check in, anh sẽ nói chuyện như thế nào? Thì từ đó mình tập được một cái tính là cái gì? Mình tự tin khi mình đến nơi đó. Tự vì tôi đã từng trải qua cái tình huống này rồi. Ok. Và sau đó thì mình sẽ theo dõi cái quá trình của mình. Rồi mình điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn với anh. Để cái lộ trình này nó cá nhân hóa cho anh. Và cứ 4 bước đó mình cứ xoay vòng. Ví dụ như nếu như mà theo dõi điều chỉnh mà anh chưa có đạt được cái mục tiêu của cái bài, không sao hết ha, không sao hết. Mình đạt được 60-70 là giỏi rồi. Thì mình có thể phản xạ từ vựng tiếp, phản xạ cấu trúc tiếp, và mình áp một cái tình huống thực tế khác nó gần giống như vậy để mình tập luyện thêm. Đó, anh hiểu không? Rồi. Thì giới thiệu với anh ha. Thì 4 cái bước đó mình sẽ làm như sau. Phản xạ về từ vựng á, thì từ vựng là cá nhân hóa cho anh luôn. Có nghĩa là anh học á, là qua giáo trình trao đổi là mình sẽ có cái bộ từ vựng cho đời sống của mình luôn. Ví dụ như anh làm cái nghề ấy, thì những cái từ vựng ở trong cái tình huống, ở trong cái nghề của anh nó là cái gì? Thì mình sẽ ứng dụng cái đó luôn. Từ vựng đời sống. Nó sẽ gắn liền với anh, do đó nên là mình có được cái quyền là cái gì? Học viên tương tác để xây dựng bài học luôn. Chứ không phải là giáo viên xây dựng nữa. Right? Và anh có thể nói tiếng Việt, em cho anh tiếng Anh. Right? Còn phản xạ cấu trúc thì chút nữa em sẽ show cho anh cái bài mẫu như thế nào. Rồi còn áp vào tình huống thực tế thì để mình rèn luyện với tình huống thực tế trong cuộc sống luôn nhé. Và liên quan đến anh hết cả. Rồi theo dõi quá trình thì các bạn sẽ làm việc với anh và em sẽ hướng dẫn cho anh cái phương pháp để anh có thể tự tập luyện thêm ở nhà. Nhiều khi mình không biết tập luyện như thế nào. Được không ạ? Anh nghe rõ không ạ? Dạ em nghe rõ anh ạ. Ok. Vậy mình cùng xem một cái bài nó có cái gì nha. Bây giờ em lấy ví dụ nè. Bây giờ cái câu hỏi này hồi nãy anh trả lời là I am. Đúng không? Yes. I am. What's your name? I am Robert. I am Thịnh. Ví dụ vậy. Right? Thì cái đó nó không có sai. Nhưng mà nếu như mà mình đã học giao tiếp rồi á, thì mình sẽ biết là người ta có nhiều cách để người ta nói. Anh có thể nói là you can call me. Ví dụ, bạn có thể gọi tôi là
Tâm, bạn có thể gọi tôi là Tèo, ví dụ vậy, right? You can call me Tèo, right? Và thú vị hơn nếu như anh biết cái nghĩa của mình trong tiếng Anh là gì. Em lấy ví dụ nhé. It means, là nó có nghĩa là, right? So, you can call me Thịnh. It means prosperity in English. Alright? Có nghĩa là, nó có nghĩa là tiền bạc trong tiếng Anh, right? Nó sẽ thú vị hơn chứ. Thì mình sẽ nói thêm một câu nữa. Đối với câu where do you live? Thì anh sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Bình thường anh trả lời như thế nào? I live. Đúng yes. Không? I live. Đúng rồi. I live. Rồi, anh cùng xem nhé. I live in. Ví dụ như anh nói là I live in Ho Chi Minh City. Thì mình chỉ cần nhớ cái thành tố của nó thôi. Cách để mình nhớ. Thì anh đưa lên bàn tay của mình. Bỏ ra từng thành phần. I live in. Rồi anh trả lời câu đó ở cái ngón thứ ba là được. Ok. Crack nó ra. I live in. Gì đó. Rồi. Và mình có thể nói thêm là nó ở gần cái chỗ nào đó. Ví dụ như em nói. I live in Ho Chi Minh City. It's near Vũng Tàu. For example. Right. Đó. Thì thông qua cái phương pháp này mình sẽ bỏ qua cái thứ nhất là mình sẽ không có học từ vựng mà mình không có xài. Anh hiểu không? Là mình không có học từ vựng mà mình không có xài. Tất cả từ vựng của mình là mình đều ứng dụng hết. Và cái thứ hai là mình sẽ không có học cái ngữ pháp nó nặng nề mà anh sẽ học theo dạng cấu trúc. Giống như em trình bày ở đây ha, dạng cấu trúc. Đó. Thì khi mà anh áp được những cái cấu trúc này vào, anh dùng cho quen rồi thì khả năng nói của mình nó lên thôi, gì đâu. Ok. Rồi. Vậy là em trình bày xong cho anh rồi ha. Rồi, em xin em bỏ share. Rồi, ok. Vậy là hoàn thành bữa hôm nay. Thì cái đó là nhận xét của em. Thì nếu như mà anh muốn cải thiện nghe nói thì mình sẽ học theo cái phương pháp này. Thì nó sẽ phù hợp với anh nhất. Và nó nhanh nhất và thoải mái nhất. Ok. Rồi, hy vọng là sẽ gặp anh vào buổi sau nhé. Ok. Yeah. Thank Goodbye. You, teacher. No problem and goodbye. Yes. Have a good day. Have a good day. Yes.